Hai thanh niên hốt hoảng bỏ chạy khi tiệm sửa điện lạnh bất ngờ sập sàn. Những hình ảnh từ một cửa hàng sửa chữa điều hòa ở miền Trung Thái Lan mới đây được truyền thông xứ Chùa Vàng và các trang mạng xã hội ở Việt Nam đăng tải sau khi nơi này xảy ra một sự cố nghiêm trọng. Theo đó, tầng 1 trong số 4 tầng của tòa nhà bất ngờ bị sập xuống, khiến các nhân viên ở đây đã phải bỏ chạy khi trước đó họ đã nghe thấy những tiếng răng rắc lớn. Người chủ cửa hàng cho biết họ đã nghe thấy những tiếng động lạ khi đi bộ trên sàn kể từ vài hôm trước đó. Nơi xảy ra vụ sập sàn nhà cũng chính là nơi cửa hàng đặt nhiều thiết bị máy móc hạng nặng. Dù không có ai bị thương sau vụ việc và kết cấu của tòa nhà không bị ảnh hưởng quá nhiều, tuy nhiên người chủ cửa hàng cho biết thiệt hại của cửa hàng là khá lớn khi số tiền người này phải bỏ ra để khắc phục là khoảng 1 triệu bạc, hơn 710 triệu đồng. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.